Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Trình Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Quỷ Nhân với tựa đề Miếu Cô Lái Đỏ. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày và quý vị nào thích nghe truyện audio chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ nghe audio .net. ở đây chúng tôi có rất nhiều truyện từ truyện ma truyện linh dị đến truyện ngôn tình tâm lý xã hội để phục vụ quý vị và còn nghe bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện của ngày hôm nay qua sự diễn đọc của truyện chiêu Ơi, sông quê nước chảy đôi bờ Để anh chín dại họ Để anh chín dại mười khờ thương em thằng hoàng đang hối hả khua mái chèo cho nhanh để kịp sang bờ vừa chèo nó vừa đưa mắt nhìn ngắm trời mây còn đang lầm bẩm trong miệng thầm ước dưới bầu trời đầy sao chẳng thành gió mát thế này mà có được một em gái ngồi cạnh ôm ấp tâm tình thì sướng phải biết chợt nó nghe văng vẳng phía xa có tiếng gọi đỏ của một cô gái ở phía bãi bồi ngoảnh mặt nhìn sang thì nó thấy thấp thoáng có bóng dáng của một cô gái đứng ở bên đó vốn dĩ đang là trai tân chưa có vợ con một thân một mình quanh năm suốt tháng cứ lầm lỗi cầm mái chèo mà đưa khách sang sông tối về hết khách thì lại nằm chèo veo một mình trong căn tròi nhỏ chẳng có lấy một người bầu bạn tâm tình đêm khuya. Trong đầu vốn cũng đang định bơi nhanh về tròi để mà còn tranh thủ vào làng đánh liều tán gái. Vừa hay lại thấy có cô em nào ra đứng đó nhìn về phía mình đưa tay vẫy vẫy gọi đỏ thì mừng lắm. Anh đỏ ơi, anh đỏ! Còn đứa khách không anh? Anh đưa giúp em sang bên kia bờ với, anh đỏ ơi! Nghe giọng cô gái kia gọi thì nó liền hối hả trèo nhanh hơn. Trong lòng nó thầm nghĩ nếu như mà là gái chưa chồng thì tranh thủ cơ hội này mà tán tỉnh luôn. Chờ biết đâu đây lại là duyên trời đưa tới thì một thằng trai tân như nó lại cưới được cô vợ hiền bầu bạn. Thế là nó cười tủm tỉm vội trèo lúc gần tới bờ nó liền đứng dậy vẫy vẫy tay gọi. Cô gì ơi! có muốn sang đỏ hả? Dạ, anh còn đưa đỏ không? Cho em sang bờ bên kia. Có họ, có chứ. Cô đợi tôi chút nhỉ? Nói rồi, nó lại tiếp tục khua mái chèo. Được một lúc thì thuyền cũng cập bến. Cô gái kia thấy vậy thì liền leo lên thuyền ngồi. Dạ em cảm ơn anh nha. Tối thế này rồi mà còn làm phiền đến anh. <laughs> không sao đâu cô ai ơi. Nghe của tôi là đưa đỏ mà cô ngồi cho vững nhỉ Tôi này nước lớn sóng mạnh cho nên sẽ là hơi gập gành hơn mọi khi đấy dạ anh cứ chèo đi em ngồi vững rồi lời của cô gái vừa dứt thì thằng hoàng cũng vung mái chèo mà đẩy thuyền ra xa con thuyền nhỏ dưới tay chèo của thằng hoàng cứ chậm rãi mà lướt trên mặt nước lúc ra đến đoạn giữa sông thì cô gái lúc này đang ngồi ở phía trước mũi thuyền mới lên tiếng nói Trời tối thế này mà còn bắt anh phải đưa em sang đò thế này thật ngại quá Không sao đâu cô hai ơi mà nhà cô ở đâu cô hai đi đâu mà lại sang đò trễ vậy Nghe thằng Hoàng hỏi vậy cô gái kia liền nói Dạ em đi lên trên tỉnh có chút chuyện mà về trễ xe nên đến đây thì trời cũng tối rồi em đang không biết phải làm sao để sang sông thì may quá nghe thấy tiếng anh hò trên sông nên em mới đánh liều mà gọi mà công nhận là anh hay hò hay thiệt đó nha nghe cô gái kia khen mình hò hay thì thằng hoàng ngượng ngùng đỏ mặt không đáp bởi từ đó giờ ở cái bến sông này chỉ có mỗi mình nó dựng tròi sống tối nào nó cũng hò mà có ai khen nó hò hay bao giờ đâu thấy thằng hoàng im lặng không đáp thì cô gái kia liền nói tiếp. Mà anh lấy đò ở đây có một mình thôi hả? Dạ, tôi ở có mình ơn hả? Số mình nghèo mà cô. Đoàn thằng Hoàng lên tiếng hỏi lại. Thì cô hai nhà ở đâu? Có chồng con gì chưa? Dạ em chưa có. Nhà em ở ngay khúc rẽ đầu sông có chỗ cây miếu nhỏ đó anh. Dạ, em vẫn còn là con gái chứ em vẫn chưa có chồng. Thằng Hoàng nghe cô gái nói đến ngã rẽ đầu sông thì liền hỏi. Cái gì? Cô, cô hai ở ng ngay cái chỗ cái miếu Hoàng đó hả? Dạ, nhẽ mà gần kế bên đó. Anh chịu khó giúp em chút nha. Nói xong, nó thầm nghĩ chuyến này chắc không kịp về đi tán gái rồi. Từ đây qua đến đó có ít cũng phải hơn nửa tiếng rồi bơi ngược dòng về nữa. Mà bây giờ thì cũng hơn 6 giờ tối, đưa cô gái này sang rồi quay về thì bà con đã tắt đèn đi ngủ hết rồi làm gì còn nhà nào thức nữa đâu mà đi tán gái đoạn nó giật mình lắp bắp hỏi lại ủa mà cúc cục cô, cô hai không đùa tôi đất chứ xung quanh chỗ cái miếu đó làm gì có cái nhà nào đâu cô hai mà cô hai nói là nhà cô kế bên cái miếu đó là sao cô hai tôi có đi ngang qua chỗ đó mấy lần chỉ thấy có mỗi cái miếu kế bên chỉ có duy nhất một cái mộ đất thôi mà nghe thằng hoàng nói vậy thì cô gái kia liền phá lên cười ha hả sau đó thì đưa tay lấy cái nón lá ra khỏi đầu rồi nói anh làm cái gì mà nói như anh sợ chỗ đó lắm vậy em nói giỡn thôi chứ nhé mà gần đó thôi anh đi qua chỗ đó nhiều lần chắc anh biết xóm lá chứ trời ơi gì chứ xóm lá thì tôi qua đó chơi hoài mà sao không biết được nãy cô kêu nhà cô cái cái miếu làm tôi hết hồn à Nãy giờ tôi còn cứ tưởng Thế thằng Hoàng bỏ lửng câu nói Cô gái kia liền đứng dậy bước lại đoạn giữ thuyền rồi ngồi xuống hỏi Anh tưởng gì với anh? Ờ, à, tôi nói cô hai đừng giận Giờ nãy nghe cô nói vậy Cái tư tưởng cô là ma đó Tại vì tôi nghe nói cái chỗ cái miếu đó Có còn, còn ma nữ ghê lắm Trước đó con chú bà cũng lái đỏ ở đây nè Ông cũng có gặp nó rồi cũng đưa nó qua sông như tôi với cô hai bây giờ nè. Xong rồi à, Ông cũng trêu ghẹo rồi hai người cũng nói chuyện qua lại, cũng đòi sang nhà nó, ở như hồi nãy tôi chọc cô hai đó. Rồi cái nó cũng lại giữ thuyền, nó ngồi như cô hai vậy nè. Thằng Hoàng nói đến đây thì bỏ lửng câu nói, trong đầu nó liền lóe lên một ý nghĩ về cái chết mà nó từng nghe bà con kể trước đó. Nó đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, rồi lại cúi gằm mặt mà trèo đoạn nó lẩm bẩm sao kỳ vậy ta cũng là áo trắng nhà bên xóm lá lúc đầu thì kê bên cái miếu mình cũng tò te tán tỉnh sự đòi ngủ lại nhà cố cũng đồng ý vì sống một mình nghĩ đến đây hai tay nó bắt đầu run lẩy bẩy miệng lắp bắp không nói nên lời nó ngẩng mặt lên nhìn cô gái kia một lần nữa lúc này nó mới kịp hoàn hồn mà lẩm bẩm mày quá là người thật chứ không phải ma mà thôi trèo nhanh còn về chứ bữa nay là ngày 18 ngày chết của con ma kia mình mà không đi nhanh thì cô kỳ lại gặp nó thì có mặt chết từ nãy đến giờ cô gái kia vẫn ngồi im lặng không nói gì nhìn thấy thằng hoàng có vẻ hoảng hốt lại còn nhắc đến ngày 18 thì liền trồm người tới sát mặt thằng hoàng mà nói với cái giọng the thé. Anh cũng biết ngày dỗ của em à? <laughs> hay là anh theo em nhé? Về nhà em mà ngủ. Em ngủ một mình. Lạnh lẽo. Mà em sợ lắm. Thằng Hoàng lúc này mặt đã sợ đến nỗi cắt không còn giọt máu. Trước mặt nó bây giờ không phải là cô gái xinh đẹp lúc nãy nữa. Mà bây giờ, ngay lúc này đây, chính là con ma mà bà con vẫn thường hay nhắc và kể cho nó nghe. Một khuôn mặt kinh dị đến giận người, mái tóc xõa dài, quần áo ướt sũng nước, cái miệng bị cá rỉa đến mất cả một bên môi, hai con mắt trợn trắng như muốn rớt cả ra ngoài. Trong miệng thì chảy ra một thứ dịch nhảy nhụa hôi thối đến nỗi thằng Hoàng không nhịn được mà khom người cúi đầu nôn ọe. Đang ôm bụng nôn ói thì bất chợt nó dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại thì thấy là cô gái gọi đỏ đang cầm cái ngón lá trên tay, mà trồm tới với với cái nón khèo khèo. Vừa thấy nó quay mặt lại, cô gái kia liền hỏi, Ủa, anh bị sao vậy? Hay là trúng gió rồi phải không? Thằng Hoàng lúc này mới nhìn kỹ cô gái, thấy vẫn là người, thì mới bình tĩnh nói, Ờ, à, ờ, à, không có gì đâu cô hai. Tự dưng, nghe cô hai nói đến ngày dỗ, cái tôi nhớ ngày dỗ của cô lành trên cái đêm mấy năm rồi tự nhiên tôi liên tưởng tới cái hình ảnh ghê rợn của cổ nên tôi mới bị sợ vậy đó mà tôi còn tưởng là tôi gặp ma rồi nữa chứ may là không phải chỉ là do tôi sợ quá nên tưởng tượng thôi thằng hoàng nói xong liền cúi đầu đưa tay xuống sông hất nước lên rửa mặt một lúc sau vẫn không nghe thấy cô gái kia trả lời Lên ngẩng mặt lên định nói thêm nhưng khi vừa ngẩng mặt lên Còn chưa kịp mở miệng Thì khuôn mặt cô gái kia đã áp sát lại Phà ra một cái mùi hôi thối Và mặt thằng Hoàng Sau khuôn mặt đó vừa biến dạng Vừa lở miệng nói Thế hóa ra Mày nghĩ tao là người à Nói rồi Nó liền đưa hai cánh tay nhớp nháp lên Túm lấy cổ thằng Hoàng Mà lôi tuột xuống nước Trong đêm tối tĩnh mịch Nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa cải then chìm vào giấc ngủ ngoài sông giữa dòng có một người thanh niên đang nhấp nhô trồi lên rồi lại hụp xuống tiếng kêu cứu thảm thiết bất lực vang vọng cả một khúc sông nhưng không hề có một ai nghe thấy mọi khi tầm giờ đó thì trên sông lấp ló những ánh đèn dầu leo lét phát ra từ những chiếc xuồng răng lưới câu đêm tiếng người cười nói rôm rả rộn ràng trên sông nhộn nhịp cứ như là chợ nổi cái răng ấy vậy mà giờ đây cả một khúc sông chỉ có duy nhất một con thuyền nhỏ của thằng hoàng đang trôi nổi dập dềnh theo dòng nước trôi giạt vào bờ thân xác cứ trồi lên rồi lại hụp xuống vài lần rồi chìm hẳn xuống đáy sông tiếng kêu là cũng không còn nữa mà thay vào đó là tiếng gió hú đâu đó còn vang vọng tiếng cười the thé của phụ nữ và một điệu hò ma mị đến dọn người vang vọng giữa đêm khuya. Hò ơi ví dầu cầu văn đóng đình Cầu tre lắc lèo Gập gành khó đi Hỡi ơi chất sông sâu không bắt được cầu cầu tre không có thì đò anh đưa đưa em tới miếu cô lành rồi anh ở lại rồi anh ở lại làm chồng em luôn chứ anh ơi em đợi em chờ chờ cho mười tám chờ cho mười tám tháng mười em lên em lên em đón anh đưa đỏ đưa anh về miếu chứ đưa anh về miếu mình thành phu thế <laughs> ba ngày sau mặt trời vừa mới nhô lên còn chưa qua khỏi ngọn cỏ mà bà con trong xóm đã bu đông bu đỏ ngoài phía bến đỏ. Tất cả những người này đều là những người buôn bán nhỏ lẻ ở chợ bên kia sông. Cứ ba hôm một lần, người nào người nấy trên vai đều gánh theo một đôi quang gánh. Bên trong đều là những thứ của người miền quê như là con cá, con tôm, người thì bó rau quả bĩ quả bầu. Có người thì gánh những thứ vật dụng làm bằng tre như là dớ để nồi, mâm trà khay rượu tất cả những thứ ấy đều được họ mang ra chợ bán buôn trao đổi mỗi ngày và như thường lệ thì giờ này họ đã thấy bóng dáng của thằng hoàng trống xuồng lướt đi trên mặt sông để đưa khách sang đò rồi ấy thế nhưng sáng hôm nay bà con ra bến đứng đợi từ khi gà còn chưa gáy đến bây giờ thì cũng hơn 5 giờ sáng mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng ở phía xa xa đường chân trời rồi mà cũng chưa thấy thằng hoàng đâu ngay cả chiếc xuồng hàng ngày nó vẫn hay đưa đò cũng không có ở bến người đi trước thì đứng đợi suốt hết cả ruột người đi sau không biết thì cứ nghĩ là nó đưa khách sang bờ bên kia ấy thế nhưng căng mắt ra mà nhìn sang bờ bên kia thì cũng không thấy bóng dáng lấp ló của nó trên sông như mọi ngày ôi giời ơi bà con cô bác ơi còn không mau đi về đi mà đứng đây đợi làm cái gì nữa thằng cô hoàng nó chết rồi. Còn ai đứa đỏ cho bà con qua sống nữa đâu mà đợi. Thằng Hoàng nó chết trôi. Xác nó nổi lênh phanh ở cái chỗ miếu của cô lành cái kia. Tiếng ông Nam xin làm nghề răng câu thả lưới, nói oang oang vang lên. Những người có mặt lúc đó đang đứng ngồi là liệt cạnh cái tròi canh của thằng Hoàng. Nghe có người nói vậy, thì ai nấy đều giáo giác mà ngoái đầu lại nhìn về phía bên kia của cái tròi tranh cách chỗ bà con đang ngồi chừng hơn 5 mét là ông Nam đang lội bị bõm dưới nước mà lôi cái xuồng ba lá của mình vào. Theo sau ông là vài ba thanh niên cũng đang hì hục kéo một thứ gì đó trông cứ như là mũi của một chiếc xuồng. Vừa kéo ông vào nói oang oang. Ôi giời ơi! Còn không mau đi vào làng gọi người ra phụ giúp chúng tôi một tay mà còn đứng chờ chờ ra đó à? Thằng Hoàng, là thằng hoàng, nó chết chỗ đây này. rồi. À. ông nam vừa dứt lời thì đám người kia liền hớt hải vội vàng chạy lại phụ giúp. một vài người thì chạy vào làng mà thông báo cho bác trưởng thôn. sau một hồi hì hục kéo thì cuối cùng chiếc xuồng của thằng hoàng cũng được lôi lên bờ. cái xác của nó được ông nam đặt trên chiếc xuồng đánh cá của ông cũng được mọi người đưa xuống đặt nằm trên chiếc chiếu rách nát một lát sau bác hà trưởng thôn cùng với người làng cũng ra đến nơi sau khi do hỏi sự tình cớ ra làm sao mà thằng hoàng nó lại bị như vậy thì lúc này ông nam mới kể ờ thì làm sao mà thằng hoàng nó chết thì tôi không có biết nhưng mà sáng này tôi với thằng cụ toàn đi tả lưới vừa lại gỡ mấy cái cần câu lúc trèo ra đến chỗ tả lưới thì gặp thằng Ninh nó đang húp lặn gần chỗ miếu cô lành thấy tổ tôi già thì thằng Ninh nó mới réo gọi bơi dùng lại thì nó mới nói là phụ giúp nó kéo cái lưới bị mắc cạn bà đứa tuổi tôi hì hục ngụp lặn một hồi thì phát hiện tấm lưới nó máng vào trong cái mũi xuồng của ai đó bị chìm lúc mà tụi tôi lôi lên thì trời ơi cái xác thằng hoàng nó cũng nổi lên theo thế vậy tôi mới nói về hai thằng nhỏ phụ kéo về bờ bên này. Ông Nam nói đến đây thì một cô chen vào. Ôi trời ơi, thảo nào, sáng nay, sáng đứng đợi mãi mà không thấy ai đưa đỏ. Nhìn ra sông thì thấy có mỗi cái xuồng của bác Nam với hai thằng nhỏ đang bơi sang bên này. Em cứ nghĩ là bác về hai đứa đó sáng nay chúng lớn nên vào sớm. Nào có ngờ đâu là bác gặp thằng Hoàng nó bị như vậy đâu chứ. Đoạn bác hà trưởng thôn lên tiếng nói. Thôi thì chuyện cũng đã như vậy. Người chết thì cũng đã chết rồi. Xác cũng đã tìm được rồi. Bây giờ bà con giúp tôi một tay. Đưa nó vào trong làng. Rồi phụ giúp lo mà chạy cho nó. Tội nghiệp thằng nhỏ. Mồ côi tưởng bé. Giờ chưa vợ chưa còn gì. Mà đã chết rồi. Nói rồi tất cả cùng nhau hô hoán Mỗi người một việc Đến trưa thì thầy hai tuẫn Cũng được bác Hà mời đến Vừa đi đến cổng làng Thì thầy hai đã thở dài một tiếng Rồi lắc đầu lẩm bẩm Oán khí quá nặng Lại thêm một mạng người nữa rồi Kỳ này e là cái làng này Lại gặp tai họa nữa rồi Đoạn thầy hai vừa bước đi Vừa trầm ngâm dây lát rồi quay sang nhìn bác Hà trưởng thôn hỏi. À, thế bây giờ xác thằng Hoàng, anh cho người để đâu, anh Hà nhỉ? Mà nó có ai để hương khói không anh nhỉ? Bác Hà trưởng thôn đi bên cạnh thầy hai, nghe ông hỏi vậy thì liền nói. À, anh nhờ bà con đưa nó vào đặt ở bãi đất trống trong làng ấy, vì nó chết trên dòng nước, mà nhà cửa cũng không có. Chỉ có mỗi cái tròi tranh mà nó dựng lên để tránh mưa che nắng. Thế để nó đó thì tội quá, nên thôi anh kêu bà con đưa nó vào để nó ma chay xong thì anh đưa về nhà anh hương khói luôn ờ à, anh tí vậy cũng được đấy dù gì nó cũng là trẻ mồ côi lớn lên ở trong làng bây giờ chết rồi không ai hương khói nữa tội nghiệp cho nó lắm nói rồi hai người cùng nhau bước đi trên con đường đầy đá sỏi dẫn vào làng Bác Hà và thầy Hai Tũn vốn dĩ là hai sư huynh đệ đồng môn, cùng học đạo chung một thầy, nhưng mỗi người lại học một pháp môn riêng. Và bác Hà vì lo cho sự an nguy của vợ con bác, nên bác đã bỏ nghề bà về đây cùng bà con dựng làng lập ấp sinh sống. Còn thầy Hai Tũn thì vẫn tiếp tục với cái nghề, cái nghiệp làm thầy của mình. Hai người thầy Hai Tũn và Bác Hà trưởng thôn vừa đi vừa nói chuyện với nhau một lúc thì dừng chân trước một khoảng đất trống. Trước mặt hai người lúc này là một cái tròi được bà con dựng tạm khá lớn với những thân cây gỗ làm cột trống. Xung quanh để trống và trên mái được che bằng lá dừa và lá cỏ chanh. Hai bên được kê vài cái bàn nhỏ để các cụ cao tuổi ngồi uống trà hút thuốc lão vã. Vị trí chính giữa bên trong là xác của thằng Hoàng được bà con đặt nằm trong cái áo quan phía trên đầu là một cái lư hương được cắm mấy que nhang nghi ngút khói bên cạnh còn một cái bát cơm trắng cắm một chiếc đũa trẻ đôi bên trên chiếc đũa là một quả trứng luộc thấy thầy hai và bác trưởng thôn về thì mọi người liền lên tiếng chào rồi ai vào việc nấy mấy đứa trẻ con thấy thầy hai thì chạy tới mà mừng rỡ ôm chân nắm tay đứa thì hỏi thầy bế đứa thì xin thầy cho bánh Thầy lô nhóc mừng rỡ khi gặp mình thì thầy hai liền nhờ bác Hà trưởng thôn lấy giúp gói bánh trong túi vải trên vai vì tay thầy đang bận bế một đứa bé. Sau khi thấy thầy hai phân chia bánh cho lũ trẻ con xong thì các cụ cao tuổi mới tiến lại gần hai người. Đoạn cụ tân chỉ tay về phía cái bàn nhỏ để sẵn một bình trà và ba cái chén nhỏ nói Ờ, à, bây cái thần giả này từ sớm đến giờ cứ chống ngóng chú mày mãi đây nhà tốn thôi đi đi qua đây ngồi uống miếng trà đã các cô các chị chuẩn bị xong thì mình làm lễ tiện thể tao bàn với chú mày chút chuyện nói đoạn ông tân cùng vài ba cụ đi trước bác hà trưởng thôn và thầy hai thì đi đằng sau vừa ngồi xuống ghế ông tân rót chén trà đẩy về phía thầy hai và bác hà trưởng thôn ông vừa nói hai tổ này chú mày xem thế nào chứ tao là tao thấy lần này không có ổn rồi đấy lúc tối hôm qua tao có ra bến sông tìm thằng hoàng tình mang cho nó mấy con cá mà tao ra thế chọi thì thấy đóng cửa tắt đèn mà nhìn ra bến cũng không có thấy xuồng Tao nhìn chung quanh, thì thấy cô đứa con gái đứng đấp phía sau tròi nhìn tao. Tao lên tiếng hỏi là đứa nào, thì nó bỏ chạy. Mà ngộ là lúc nó chạy, tao nghe nó cười với cái răng. Tao thấy nó giống còn lạnh lắm. Nghe đến đây, thì thầy hai liền thở dài một tiếng rồi nói. Ê, hey. lần này là lạc mình gặp hạn rồi anh à. Em tính không làm thì Ba hôm trước là đến cái hạn 10 năm rồi Anh nhìn xem Xác thằng Hoàng Nó trưng phình thế kia thì chỉ ít cũng phải chết ít nhất là ba ngày rồi Và hơn thế nữa Là nó bị ma lôi kéo dìm xuống sông cho đến chết Đoạn thầy hai nhấp một ngộm trà Rồi đứng dậy tiến lại chỗ cái quan tài Đặt xác thằng Hoàng Lúc này một vài người đang khâm liệm cho thằng Hoàng Thấy thầy hai lại thì họ vội vàng dừng tay rồi đứng sang một bên. Đoạn ông đưa tay sờ sờ lên cổ và hai cổ chân xem xét một lúc rồi nói. Đây, các bác, các anh nhìn xem. Trên cổ nó còn in hẳn bàn tay nằm ngón và cả hai cổ chân cũng thế. Nói rồi ông đi lại chỗ bàn nước, ngồi xuống nhìn các cụ và bác hạ trưởng thôn nói. Anh hả xem ngày giờ hết cả rồi Tí cứ thế mà làm Còn việc gọi hôn nó lên Rồi đưa về nhập mộ Tí cứ để đâu em lo cho Đợi thầy hai nói xong Rồi ông Tân mới nhẹ giọng nói Mà này Chú mày xem làm sao Chờ ba hôm này Thằng Hoàng nó không có đưa đỏ Ba con đi rằng cầu đánh lưới Thì bảo cứ khuya khuya Là thế nó trèo xuống, Chở một cô gái qua sông mà hướng mắt nhìn theo thì thấy đi về hướng cái miếu của con lạnh đấy. Mà lạ một cái là thằng Ninh với thằng Duy. Chúng nó gặp tối hôm trước cũng y như là mấy thằng đánh cá. Chúng nó nghĩ là thằng Hoàng đi sang bên kia để thả lưới nên cũng bơi xuồng sang để thả xong lưới thì hai anh em lại dài cút rượu. Ai rẻ đâu, Nó càng bơi thì cái xuồng của thằng Hoàng bơi càng nhanh, càng xa. Thấy vậy, thằng Linh nó mới vinh mỏ lên. Nó gọi thế thằng Hoàng, nó mới quay lại, gọi nó bơi tới. Bơi một hồi, nó nhìn lại, thì lại không thấy thằng Hoàng đâu. Đang loài hoài, thì bất ngờ, thằng Hoàng bỗng từ đầu xuất hiện mà ngồi sau lưng thằng Ninh. Nó đưa tay, vỗ vai gọi thằng Linh. Với cái giọng ăng ẩn, cứ như là sặc nước. Vừa kể, Ông Tân vừa cố gắng nhại lại giọng của họ. Trước mắt mọi người trong phút chốc như nhìn thấy rõ ràng cái khung cảnh đầy đáng sợ của đêm hôm đó. Anh Ninh ơi! Anh Ninh! Tối rồi! Mà anh còn đi đâu thế? Anh muốn theo em à? Đi nào! Xuống đây! <laughs> Xuống đây với em nào! Xuống đây với em! Anh Ninh ơi! Thằng Hoàng vừa dứt lời thì cũng là lúc thằng Ninh vừa dừng tay chèo. Nó gác hai cái mái dầm trên tay lên xuồng rồi xoay người lại. Còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói ma mị lại phát ra từ miệng thằng Hoàng. Đi với em nào. Anh Ninh ơi. <laughs> Ngay lập tức thằng Ninh há mồm trợn mắt mà kinh hãi. Trước mặt thằng Ninh lúc này không ai khác chính là thằng hoàng lái đỏ ấy thế nhưng lúc này khuôn mặt thằng hoàng lại trở nên vô cùng đáng sợ trái ngược với nét mặt hồ hởi vui vẻ cùng với làn da đèn đố cháy chạm vì dãi nắng dầm mưa thường ngày thì giờ đây nó đã biến đổi thành một khuôn mặt trắng nhợt nhạt cứ như là ngâm nước lâu ngày đã thế thằng hoàng lúc này lại ngồi ngay cạnh cái cọc tre mà thằng ninh treo cây đèn dầu dưới ánh đèn dầu leo lét cả khuôn mặt trắng heo hếu có vài chỗ bị con gì đó gặm nhấm đến nham nhở ghé sát vào mặt thằng ninh hoảng loạn trong giây lát thằng ninh điếng hết cả hồn mà nhảy ùm um xuống sông nó nhắm hướng bờ sông bên phía làng mình mà gồng sức vươn sải tay bơi vào vừa bơi thằng ninh vừa cố gắng gông cổ lên mà gào hoàng ơi C cứu tao hoàng ơi Tiền sư bố mày Cứu tao Cứu tao Duy Vốn dĩ Duy Hoàng và thằng Ninh Rủ nhau đi răng câu chung Và lại cũng đỡ phải sợ ma Vì trời đã về khuya Ra đến bờ sông Thì vẫn như thường lệ Hai thằng chia ra hai hướng mà răng lưới Chúng nó giao ước răng lưới xong Thì quay lại chỗ căn tròi của thằng Hoàng lái đò ngồi đợi nào ngờ đâu lúc thằng ninh bơi sang bờ bên kia thì gặp nó và thế là cái suy nghĩ rủ thằng lái đỏ ngồi nhậu chung cho vui lúc đầu bây giờ đã chuyển sang ý nghĩ là phải bơi nhanh vào bờ thằng ninh bơi phía trước vừa gọi vừa chửi thằng duy hoàng thì phía sau lưng là chiếc xuồng của nó được nó kéo theo đằng sau chốc chốc nó ngoái đầu lại nhìn thì cứ thấy cái xuồng của mình đang trôi theo phía sau thì càng la hét gào thét lớn hơn. Có con, con, con cụ mày nha, cái, cái thằng cỏ hó Duy Hoàng kia. Mày còn không mau bơi ra, cứu bố mày đi. Thằng cụ mày nha Duy Hoàng. Bố, mày đang gặp ma rồi đây này. Mày còn ngồi đó mà cười được à. Lúc này, thằng Duy Hoàng đang neo xuống cách chỗ tảng Ninh không xa. Dựa vào ánh trăng sáng, soi xuống lòng sông, nó thấy thấp thoáng phía xa xa thằng Ninh. Thằng Ninh thì hì hụi bơi, đằng trước còn có cái xuồng thì trôi theo sau. Thấy thằng bạn răng câu vừa bơi vừa chửi, thì nó nghĩ là thằng này đêm nay bị tăng động nên bày trò cho vui. Duy Hoàng đang chống cây xảo che xuống nước, nhoài người tới phía trước mỗi xuồng nhìn thằng Ninh mà phì cười. Bất chợt nó nhìn thấy thấp thoáng phía trên cái xuồng được thằng ninh kéo theo phía sau có một bóng người mờ ảo lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng mờ ảo đêm khuya cùng với ánh đèn dầu leo lét mập mờ đung đưa theo gió hình bóng mờ ảo của thằng hoàng trèo đỏ thoát ẩn thoát hiện nó vươn cái tay gầy guộc về phía thằng Duy hoàng mà ý ới gọi di hoàng lại đi với tao lại đi với tao <laughs> theo sau giọng nói của thằng hoàng là một chàng cười khanh khách ma mị vang lên rồi một thân ảnh mặc áo bà ba trắng xuất hiện vừa nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện bên cạnh thằng hoàng treo đỏ thì duy hoàng liền tái xanh mặt mày vội vàng luống cuống nhảy ùm xuống sông trước khi nhảy xuống nó nhìn thẳng Ninh đang bơi lại chỗ nó một lúc một gần hơn. Cô... cô... cô, cô lành trên, trên sổ của mày kìa, Ninh ơi! Bơi... bơi... bơi nhanh lên! Bà ngồi sau lưng mày cái kìa! Nói rồi, Duy Hoàng nhảy ôm xuống sông mà bơi và bỏ. Thằng Ninh lúc này đã rất hoảng sợ. Nghe thằng bạn răng câu nói vậy thì càng kinh hãi mà gồng sức vào hai cánh tay bơi nhanh hơn sau một hồi lặn hộp đẩy sợ hãi dưới sông Thì hai thằng cuối cùng cũng lên được đến bờ Thằng Ninh vừa chạy vừa kéo theo sợi dây cột xuồng Mà nó luôn luôn cột vào lưng quần Mỗi khi đi răng câu mà lạ oai oái Con mẹ mày, câu tao ch ch Chở tao với thằng chó kia! Ch ch nó, nó cột dây bắt tao đi này Con mẹ mày, cứu tao Lúc này thằng Ninh đã bước lên trên bờ mà co chân cố gắng chạy trong khi chiếc xuồng vẫn còn đang dưới nước bị mắc cạn sợi dây thì nó cột vào lưng quần cho nên cứ chạy được một hai bước lại bị giật lại hoảng quá nó lại nghĩ là bóng ma của thằng Hoàng quăng dây bắt nó thằng Duy Hoàng đang cắm đầu chạy phía trước chợt nghe thằng Ninh la oai oái thì quay lại định hối thúc thì chợt thấy trên xuồng lúc này chẳng hề có ai ngoại trừ cây đèn dầu vẫn đung đưa lắc lư trên ngọn cây xào nhìn kỹ không có ai thì duy hoàng vội vàng chạy lại chỗ thằng ninh vừa chạy lại gần thì nó nhìn thằng ninh mà phá lên cười quên luôn cả nỗi sợ vừa cười nó vừa chỉ vào chỗ lưng quần thằng ninh mà nói <laughs> con mẹ kéo cái đầu mày ấy cột một sợi dây vào lưng quần thế kia bảo sao nãy giờ Mày chẳng đứng một chỗ Mày bơi mà còn kéo theo cái xuồng của mày ở đằng sau Giờ mày lôi nó lên cả trên bò rồi đây này Thằng ngu ạ à. Thằng Ninh vừa sợ vừa mệt Lại nghe thằng Duy Hoàng Chửi mình ngu Thì cay lắm Nó quay phát người lại nhìn Thì thấy đúng như thằng bạn răng câu nói Thì liền đưa tay tháo sợi dây vứt xuống đất Đoạn nó nhìn thằng Duy Hoàng hỏi nhỏ Mày Mày, mày có nhìn thấy thằng Hoàng lái đỏ không có, tao có thấy. Tao không chỉ thấy mình nó, mà còn thấy cả cô lành, ngồi cùng với nó ở trên xuồng của mày nữa kia kìa. Đoạn hai thằng dùng mình, bốn mắt nhìn nhau, sau câu nói của Duy Hoàng. Sau đó hai thằng lại rón rén, nhìn về phía chiếc xuồng, đang nằm nửa trên bờ, nửa dưới nước. Nó, nó đâu rồi? Thằng Ninh đưa ánh mắt sợ hãi nhìn thằng Duy Hoàng, run run hỏi tiếng của thằng ninh vừa dứt thằng dư hoàng còn chưa kịp trả lời thì một giọng cười the thé ma mị vang lên hai thằng vừa nghe xong thì liền ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bất thình lình hòa vào tiếng cười kia là một giọng nói của phụ nữ vang lên ở dưới chân hai thằng chúng mày đang tìm tao đấy à quý đỏ xuống tỉ hỡi ơi đập vào mắt hai thằng là một người phụ nữ mái tóc xõa dài rối bù đang ngồi chồm hỗm dưới chân hai thằng khuôn mặt ả ta tái xanh nhọt nhạt hai mắt đỏ ngầu mở ra trừng trừng nhìn hai thằng trong giây lát hoảng sợ hai thằng vội vàng kéo tay nhau mà chạy một mạch về nhà ông tân vừa kể đến đây thì từ bên ngoài có tiếng của thằng ninh vọng vào dạ C con chào các cụ các bác C con chào thầy hai chào bác hạ đoạn thằng ninh kéo cái ghế ngồi cạnh thầy hai nghe ông tân kể nốt vài câu rồi nó lên tiếng xác nhận đồng thời cũng tóm tắt lại sự việc tối hôm qua dạ đúng đó thầy hai sáng nay lúc ông làm đánh cá hòa hết kêu mọi người ra vớt xác thằng hoàng lái đỏ thì con cũng cứ kể lại cho bà con nghe còn thằng duy hoàng thì nó sợ quá mà phát sốt bây giờ còn nằm trên ư ư ở nhà luôn rồi. Đoàn thằng Ninh với tay bừng trên trà nhấp một ngộ rồi nói tiếp. Tối hôm qua, lúc về đến nhà nằm ngủ, đâu chừng 3 giờ sáng, thì còn có mơ thấy thằng Hoàng về tìm con. Nó bảo ông Nam đánh cát tìm được xác nó rồi. Lúc tối nó muốn nhỏ con giúp mang xác nó về, nhưng mà không được. Nó đang bị người ta khống chế, nên nó buộc phải dọa để cho con chạy. Chứ nó mà bắt hồn là nó bắt luôn rồi Chứ chả phải đợi cho con bơi đi đâu Nó bảo sang gọi thầy hai đến cứu nó Chứ nó ở dưới nó nó lạnh lắm Mới nó sợ cô lạnh lắm Nghe thằng Ninh nói xong Thầy hai liền đứng dậy Bước ra ngoài ngẩng mặt lên trời nhìn một lát Rồi bước vào nhìn bác Hà trưởng thôn Em thấy Cũng sắp đến giờ rồi Thôi thì anh nhờ mọi người Chuẩn bị rồi đưa nó đi trốn cất đi. Khi đảo xong hết, thì ra bến sông tìm em. Những gì cần thiết và làm gì, thì chắc em không cần phải nói gì đấy đúng không? Bác Hà trưởng thôn nghe thầy hai nói, thì cũng đứng dậy gần đầu, rồi đi kêu gọi mọi người tập trung. Còn thầy hai sau khi nói xong, thì bảo thằng Ninh đi theo ông ra bến sông. Sau một hồi chuẩn bị, thì thầy hai và thằng Ninh cũng đã làm xong một cây cầu bằng thân cây chuối, Thầy hai kêu thằng Ninh đặt cây cầu sao cho một nửa trên bờ, còn đẩy ra mặt nước giống như là một chiếc cầu ao. Trên mặt cầu dài một lớp lá chuối và trên cùng là một lớp bột vôi cùng với trò bếp. Hai bên thành cầu thì dùng thân của tàu lá dựng lên làm thành tay vịn. Sau khi làm xong, thằng Ninh chạy lại chỗ thầy hai, đứng cách đó vài bước chân. Tại đây, hai người bày biện một cái bàn lễ với những thứ cần thiết gồm có nhang đèn lư hương xôi quả kẹo áo cũ của thằng hoàng và một thứ không thể thiếu đó là hình nhân thế mạng và một cành xoan cùng vài thứ khác thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong thì thằng ninh mới nhìn sang thầy hai rồi chỉ tay về phía cây cầu nói thầy xem cô làm như thế đã được chưa thầy Thầy hai quay sang nhìn cây cầu nhỏ, dài chừng 3 mét, rộng gần 1 mét, đang bắc ra sông, thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đoạn ông nhìn lên trời nói. Đợi một lát nữa, lá bắt đầu được rồi. Thầy hai nói chưa hết câu, thì nghe có tiếng của bà con rộn ràng ở sau lưng. Ngoái đầu nhìn lại, thì thấy các cụ già, ông Tân, ông Nam đánh cá, bác Hà trưởng thôn, cùng vài người khác đang đi đến chỗ hai người đứng đợi bản tán nói với nhau vài câu thì thầy hai ra hiệu cho mọi người im lặng đoạn ông đưa cho bác hà một bộ đạo bà màu xanh tràm đứng ở bản lễ còn ông thì mặc một bộ tương tự bộ của bác hà tiến lại đứng trước cây cầu tay thầy hai cầm một cái áo cũ của tầng hoàng lái đỏ bao nén nhang cùng vài lá bùa trên vai mang theo một cái túi vải đứng đó nhìn mây trời một lúc rồi nhìn bác hà trưởng thôn gật đầu thấy thầy hai gật đầu thì bác hà trưởng thôn liền đốt nhang cắm vào lư hương hai tay ông kết thành một ấn pháp miệng lâm dâm khấn vái đoạn ông mở nắp hai lọ sứ đựng gạo và muối đưa tay bốc mỗi thứ một ít ném ra phía trước và xung quanh bản lễ đoạn ông quay sang tầng ninh đốt vàng mã lên. Nghe hiệu lệnh thằng Ninh lập tức mang một cái chậu bên trong là vàng mã các thứ ra, ngồi trước bờ sông mà đốt. Một lát sau, bầu trời mây đen kéo đến, che kín cả một góc trời. Từng đợt gió lạnh lẽo từ dòng sông thổi và đám người. Thế vậy thầy hai vội nói. Anh Nam, mau đưa tất cả mọi người vào làng. Ai về nhà nấy, cho dù có bất cứ chuyện gì, cũng không được ra ngoài Đợi đến khi nào trời hết trồng gió không còn mây đen mới được ra ngay lập tức ông nam đánh cá vội vàng hô hoán bà con chạy nhanh vào làng ngoài bờ sông lúc này chỉ còn lại thầy hai bác hà trưởng thôn và thằng ninh là ở lại nhận thấy mây đen kèm theo gió lạnh mỗi lúc một nhiều bác hà trưởng thôn vội vàng lấy gạo muối giải thành một vòng tròn bao quanh bản lễ cùng với ông và thằng Ninh. Đoạn ông lấy thêm một lọ máu chó mực giải thành một vòng tròn nữa làm kết giới bao quanh hai người. Thằng Ninh từ nãy đến giờ vẫn đang run rẩy bẩy vì gió lạnh và hơn thế nữa nó cảm giác được xung quanh nó không chỉ có mỗi bác hà trưởng thôn và thầy hai mà còn có một thứ gì đó mà nó không thể nhìn thấy được một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đến độ nổi cả da gà ngay khi lớp kết giới vừa được bác hà trưởng thôn tạo thành thì nó lại cảm thấy bình thường và không còn cảm giác sợ hãi kia nữa hai tay nó liên tục đốt vàng mã thả vào cái chậu đặt bên ngoài vòng kết giới bác hà trưởng thôn đứng trước bản lễ đảo mắt nhìn xung quanh thấy những vong hồn lang thang vất vưởng cùng lũ ma da tụ tập lại bên ngoài kết giới ngày càng đông thì bảo thằng Ninh ngừng đốt. Đoạn ông lấy ra một lá bùa đốt lên rồi kết ấn niệm chú. Câu chú ngữ vừa dứt thì trên mặt sông bỗng nổi gió mạnh hơn. Mặt nước gợn lên những đợt sóng cuồn cuộn. Đồng thời xuất hiện một đoàn binh lính tiến về phía bản lễ. Nhìn thấy đoàn lính đã đến trước bản lễ thì bác Hà trưởng thôn gọi thằng Ninh đang ngồi nhìn chậu vàng mã đang bốc cháy Ninh, mày bỏ đó cho nó tự cháy đi. Mau lại, đứng sau lưng bác, nhanh lên. Đợi thằng Ninh chạy lại đứng sau lưng mình, rồi ông mới nhìn ra mặt sông, nơi đoàn lính đang đứng phía trước bản lễ mà chắp hai tay cùng kính chào. Đệ tử, đạo hiệu Đại Hà Pháp Sư, kính chào Hà Bá Gia. Hôm nay, đệ tử mạo muội cung thỉnh người lên, là có việc cần nhờ kính mong Hà Bá Gia, nể mặt đệ tử cùng dân làng hàng năm vẫn hương khói thờ phụng mà lượng tỉnh giúp sức lời của bác hà trưởng thôn vừa dứt thì bên ngoài bàn lẫy vang lên một giọng nói khàn đặc uy nghiêm phạm là việc của nhân gian hà bá tà không nhúng tay vào ấy thế nhưng đệ tình đạo trưởng đây cùng với dân làng hàng năm vẫn thờ phượng hương khói cho ta Cũng nhờ các ngươi Mà ta cũng hưởng được chút hương hỏa Bây giờ có việc gì Thì xin đạo trưởng cứ nói Miễn là Trong khả năng của ta Thì ta sẽ giúp Lúc này Xuất hiện trước mắt bác hà trưởng thôn Và thầy hai Là một vị quan giả Dâu tóc bạc phơ Đầu đội mũ cánh chuồn Người này ngồi trên lưng một con bạch quy chậm rãi bỏ từ dưới nước lên. Thầy hai từ nãy đến giờ vẫn đang thi hành các pháp quyết gọi hồn. ấy thế nhưng cứ hễ hồn phách của tàng hoàng vừa bước lên cầu đi được vài bước thì liền bị kéo ngược trở lại sông. Nhìn thấy hà bá đã xuất hiện thì ông liền chạy lại chắp hai tay cùng kính. Kính mong hà bá già lượng tình dân làng mà cho phép ta cùng sư huynh thu hồn phách của một thiếu niên vừa mới chết ở sông này cách đây ba hôm. Hà bá vừa nghe thầy hai nói thì liền tỏ vẻ ngờ vực. Đạo trưởng nói vừa mới chết ở sông này là ai? Chẳng hay đạo trưởng có thể nói ra tên họ của người đó hay không? Nghe vậy thầy hai liền nói Chẳng giấu gì ngại Người này là trẻ mồ côi không có họ từ bé đã lớn lên ở bờ sông này và hàng ngày hành lễ đưa đỏ qua lại trên sông người mà đạo trưởng nói có phải là cậu thành niên lái đò sống ở căn tròi nhỏ đằng kia vừa nói hà bá vừa chỉ tay về phía căn tròi của thằng hoàng thế vậy thầy hai liền gật đầu nói tiếp đúng vậy người mà ta cần chính là hắn. Hà bá nghe xong liền trầm ngâm giây lát rồi nói. Quả thật là ta không có mất người này. Đúng là bao hôm trước hắn ta có rơi xuống sông mà chết. Nhưng hôn phách thì ta không có giảm giữ. Ta chỉ giữ của hắn một hôn và hai phách. Chỗ còn lại là một kẻ khác giảm giữ. Nếu ta đoán không lầm thì hai vị cũng biết kẻ này là ai. Nói đến đây, Hà bá ngừng lại dây lát, nhìn hai người bác Hà và thầy hai, đoạn nói tiếp. Bà hôm trước, ta thấy hắn bị người kia rìm xuống sông, cho nên đã ra tay cứu giúp. Nhưng mà kẻ kia hiện tại đã hóa quỷ, và nó đã rất mạnh. Ta đánh không lại nó, nên chỉ thu được một hồn và hai vách của hắn tầm mà thôi. Chỗ còn lại đang bị kẻ kia giam giữ trong ngồi miếu hoang bên kia sông Hiện tại Con quỷ kia đã đến để ngăn cản Hai vị cầu hồn Nếu hai vị cần Ta sẽ giúp hai vị ngăn cản nó Nghe vậy Thầy hai liền chắp tay tỏ ý cảm ơn Rồi chạy lại chỗ cây cầu Hai tay thầy bắt quyết Miệng lâm dâm niệm chú Đoạn thầy ném cái áo của thằng Hoàng Lên trên mặt cây cầu Sau đó đốt một lá bùa ném xuống sông ngay lập tức, một bóng trắng mờ ảo xuất hiện trên mặt cầu. Vừa hay lại thấy một bóng đen khác cũng xuất hiện phía sau bóng trắng kia và nó đang vươn hai cánh tay dài ngoằng về phía bóng trắng. Thế vậy thầy hai lại lấy một lá bùa ném tới bóng đen. Lá bùa vừa chạm tới thì liền bốc cháy, làm cho bóng đen kia rú lên đau đớn mà thu tay lại. Thấy thầy hai vừa đánh nhau với bóng đen kia, vừa cố gắng niệm chú đồng thời lắc cái trung đồng ở trên tay lại phải chống chọi thêm với một đám âm binh thì bác hà trưởng thôn cũng lao ra định ứng cứu ấy thế nhưng ngay khi ông vừa lao ra khỏi vòng kết giới thì liền bị một đám vong hồn âm binh của con quỷ kia lao tới vây đánh thế vậy hà bá liền hét lên một tiếng giận dữ yêu quỷ to gan dám ở trên địa bàn của ta mà làm loạn đoạn ông phất tay cho bình lính của mình vây đánh đám cô hồn cùng con quỷ đang ẩn mình dưới mặt sông nhận thấy đã bớt đi một phần áp lực thầy hai liền đổi pháp quyết đồng thời vung tay cầm cành son đập mạnh sang hai bên đám âm binh của vong quỷ kia bị cành son có tẩm nước phép của thầy hai thì liền bỏ chạy tán loạn xuống nước thấy đám âm bình đã bỏ chạy thì thầy hai liền lấy ra một lá bùa khác tay kết ấn, niệm chú, hút một hồn và hai phách của thằng Hoàng vào trong lá bùa. Sau đó trợ giúp bác Hà trưởng thôn đánh tan hồn phách đám âm binh còn lại. Vong quỷ kia nhận thấy mình đang yếu thế thì liền bỏ chạy. Xong việc thầy hai cùng bác Hà trưởng thôn đốt thêm vàng mã cùng với vài hình nhân thế mạng để cảm tạ hạ bá. Thấy việc cũng đã xong, thì hà bá cũng nhận lễ rồi xin phép hai người quay về sông thầy hai cùng bác hà trưởng thôn đứng trên bờ chắp tay cảm tạ hà bá hai người đứng đó cùng thằng ninh lặng lặng nhìn ra dòng sông mà trong lòng đầy lo lắng chợt thằng ninh từ nãy đến giờ vẫn đứng nấp sau lưng thầy hai và bác hà lên tiếng hỏi ô bác hà thầy hai ơi sao con không thấy ai hết mà từ nãy đến giờ, hai người lại cứ nhìn ra mặt nước sông mà gọi tên ai đó cái gì, hả, hả, bá ra vậy? Nghe thằng Ninh nói vậy, thầy hai liền xoay người lại về sau nhìn thằng Ninh, đoạn ông đưa tay vỗ vỗ vào vai nó rồi nói. Vừa rồi, là chúng ta đang nói chuyện với thần sông, cái tên mà người dân vẫn hay gọi là bá, ý nói đó là người quản khúc sông này mỗi nơi sẽ có một vị làm cai quản ở khúc sông đó giống như là câu đất có thổ công sống có hà bá mà con vẫn hay nghe các cụ vẫn hay nói đó ạ thầy hai còn chưa nói hết câu thì thằng ninh đã chen vào hỏi thấy thằng này có vẻ hiếu kỳ thầy hai gật đầu một cái đoạn nhìn nó thấy có vẻ nó đang muốn hỏi tiếp cứ như là đoán được suy nghĩ trong đầu thằng ninh thầy hai liền xoa xoa đầu nó mà cười cười nói. Thôi, để ta nói luôn một lần cho mà nghe. Không ai phải mất công, bây phải hỏi nhiều lần. Hả bá, hay còn gọi là thần sông. Mỗi nơi, mỗi một khúc sông, ở một địa phương nào đó, sẽ có một vị cai quản. Những vị quan này thường là do cá hoặc quy sông lâu năm, tu luyện mà được phong làm thần sông. Cũng có trường hợp, là do một người nào đó chết đuối ở sông nhưng không đi đầu thai chuyển kiếp mà họ ở lại khúc sông nơi họ đã chết để ra tay cứu giúp những người chẳng may bị rơi xuống khúc sông đó nhờ vào những việc cứu sống những mạng người đó mà họ tích lũy được nhiều âm đức rồi dần dần cũng được phong làm thân cai quản ở khúc sông đó như vị vừa rồi mà ta và anh hà đây nói chuyện là một con quy tu luyện lâu năm mà thành còn tại sao chúng ta thấy mà bay lại không thấy là vì hai người chúng ta đã tu luyện đạo Pháp, dùng chính linh lực của mình để mà thỉnh họ lên, cũng như thấy được họ cùng với ma quỷ. Còn bây là người bình thường nên không thể thấy được người coi âm cũng là điều hiển nhiên. Thầy hai nói đến đây thì ngừng lại, đưa tay vỗ vỗ vai thằng Ninh, đoạn nói tiếp. Thôi, Bây về xem, Thằng Duy Hoàng nó ra sao rồi Sẵn tiền Mang sấp bùa này về đưa cho bà con trong làng Mỗi người một lá Còn sấp bùa đỏ này Thì mỗi nhà vài lá Dặn họ dán lên cửa chính và cửa sổ Nhớ dặn bà con Là trong đêm này Tính từ bây giờ Không ai được ra ngoài Cho đến khi trời sáng Vừa nói thầy hai vừa đưa tay vào túi vải, từ nãy đến giờ vẫn mang trên vai, lấy ra hai sấp bùa một vàng, một đỏ đưa cho thằng Ninh. Nhận lấy sấp bùa từ tay thầy hai xong, thằng Ninh liền quay lưng, cong nít mà chạy nhanh vào làng. Đợi thằng Ninh đi khuất sau lũy tre rồi bác Hà trưởng thôn mới quay sang thầy hai mà nói. Tốn à, nếu như đêm này anh lỡ như mà có xảy ra cứ sự gì, anh mong chú này tỉnh huynh đệ đồng môn bao nhiêu năm qua mà thương tỉnh chiếu cố cho vợ và các con anh. Nói rồi bác Hà hướng đôi mắt u buồn nhìn ra khoảng sông vắng lặng. Từng đợt gió buổi chiều về đêm trên bãi sông cứ hiu hiu thổi qua người thầy hai càng làm cho thầy có một cảm giác u buồn ảm đạm đến não lòng. Thầy hai nghe bác Hà nói xong những lời nghe cứ như là những lời chăn chối trước lúc lâm chung thì nét mặt thầy hai đang tươi cười bỗng dưng thay đổi Thầy giật nhớ đến những lời mà sư phụ của hai người nói với hai người trước khi chút hơi thở cuối cùng. Cũng tại bến sông này, trên ngay tại mảnh đất, chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Cũng vì cái chết của cô gái tên lành mà sư phụ của hai người đã phải hy sinh cả mạng sống của mình để phong ấn linh hồn cô gái ấy vào trong ngôi miếu bên kia sông hơn 10 năm trước. Giờ đây, cũng tại nơi đây, thầy hai nghe bác hà trưởng thôn nói vậy thì tâm trạng liền trở nên u buồn sầu não đứng dưới ánh trăng vàng soi sáng trên dòng sông lững lờ lắng nghe tiếng sóng ù ọp vỗ vào bờ tiếng gió vi vu hòa vào cùng tiếng côn trùng ếch nhái ồm ồm tiếng dế gọi bản tình tạo nên một bản đồng ca nghe sao thật não nề hai người đàn ông mang trên người kinh nghiệp làm thầy cứ đứng đó mà trầm tính im lặng cả hai đều biết rõ một điều nếu đêm nay mà hai người không diệt trừ được con quỷ kia thì sẽ để lại một hậu quả khó lường về sau mà nếu như một trong hai người sơ xuất một chút chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ cho một trong hai phải bỏ mạng thậm chí nếu trong tình huống xấu nhất thì có khi cả hai cũng khó lòng mà giữ được mạng sống đến sáng ngày mai đứng trầm ngâm một lúc lâu, thầy hai lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Sư phụ đã hy sinh rồi. Bây giờ em cũng không muốn anh cũng phải bỏ mạng vì con quỷ kia nữa. Anh còn gia đình, còn vợ, còn con và còn cả bà con trong làng. Anh không thể chết được. Sự việc lần này cứ để cho em giải quyết. Bất quá nếu không diệt được nó thì em sẽ dùng chính mạng sống của mình để phóng ấn nó lại một lần nữa. Lời của thầy hai vừa dứt, bác Hà trưởng thôn còn chưa kịp lên tiếng, thì bất ngờ một luồng gió mang âm khí lạnh lẽo từ bên kia bờ sông ập đến. Tiếp đến là một giọng cười the thé ma mị vang lên. Cả hai người, thầy hai và bác Hà trưởng thôn liền đưa ánh mắt hướng thẳng ra dòng sông đang cuồn cuộn gợn sóng. Trước mặt hai người, phía xa xa, giữa dòng nước lúc này, xuất hiện một thân ảnh vừa nhìn thì hai người đã nhận ra ngay đó là vong quỷ của cô lành một thân ảnh quỷ dị với bộ bả ba trắng vẫn còn loang lổ những vệt máu đang dần dần tiến về phía hai người bắc hà trưởng thôn vừa nhìn thấy thì liền đưa tay bất quyết còn chưa kịp niệm pháp chú thì đã bị thầy hai ra tay cản lại đoạn thầy hai ghé sát vào tai bác hà nói bình tĩnh một chút Trên tay nó Hãy như là đang cầm một thứ gì đó Nghe thầy hai nói vậy Bác Hà cũng dừng tay lại Hướng ánh mắt về phía vong quỷ Chú ý nhìn kỹ Thì thấy trên tay nó đang cầm một đầu sợi dây xích Đầu còn lại của sợi xích Đang trói chặt hồn phách của thằng Hoàng lái đỏ Kéo lê ở phía sau Nhận thấy vong quỷ trước mặt đang kéo theo hồn phách còn lại của thằng Hoàng thì thầy hai liền nói Đã lâu không gặp Chẳng hay Hôm nay cô đến tìm huynh đệ chúng ta Không biết là Có dụng ý gì Tiếng thầy hai vừa dứt Thì vong quỷ kia Liền phá lên cười Rồi gần giọng Tiến tới sát mực nước Mà nhìn hai người Thầy hai và bác hà nói <laughs> đã lâu không gặp hai tên đạo sĩ thối các người còn hỏi ta đến để làm gì sao chẳng phải hai người muốn tu hồi hồn phách của tên này hay sao nếu như ta đoán không lầm thì hai tên các người, đang suy tính làm thế nào để tiêu diệt ta có đúng không hả nói đoạn vong quỷ kia lại phá lên cười khanh khách một hồi rồi vung sợi dây xích trong tay lên nói tiếp đây này thứ các người cần đang ở đây trên tay ta đây này có bản lĩnh thì mau mau đến đây mà lấy đi để ta xem hai tên đạo sĩ thối các người có bao nhiêu tài phép mà đòi tiêu diệt ta đừng quên là đến lão giả sư phụ của các ngươi còn không đánh lại ta và lão ta cũng phải dùng máu của mình để phong ấn ta lại nhưng mà không sao dù gì thì mười năm trở lại đây ta cũng đã được giải thoát khỏi cái miếu chết tiệt kia rồi bất quá đêm nay ta lại cùng hai người các ngươi quyết đỡ một trận hai người các ngươi đêm nay nhất định phải chết nhất định phải chết <laughs> nói rồi vong quỷ kia liền ngửa mặt lên trời cười một chàng cười ma mị rồi dần dần lùi về bên kia sông ngay khi vong quỷ cô lành vừa vụt mất thì liền xuất hiện một đám vong hồn vất vưởng đám vong hồn này vừa xuất hiện liền lao tới vây quanh hai người thầy hai và bác hà Hai tay bác Hà từ nãy đến giờ Vẫn đang giữ ấn quyết Chỉ vì sợ đánh vào vong quỷ kia Thì ảnh hưởng đến hồn phách Của thằng Hoàng lái đỏ Nên ông chỉ tạm thời hạ xuống Ngay lúc này Khi đám vong hồn kia vừa tụ lại Thì bác Hà liền đưa hai tay Giữ ân quyết trước ngực miệng hô lớn Chư vị Thần phu tỷ lô dáng nội ứng Cảm ứng chứng minh là một thông thiên ngũ lồi công ất chấn tẩy động nhược hữu tà tần chữ ác quỷ mạng ngũ lồi hạ trược cảnh vô tông đã vật vật ly hình đã tả tả tán đã quỷ quỷ tan ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh câu thần chú vừa dứt thì bác hà liền kéo tay thầy hai nhảy ra khỏi vòng vây của đám vong hồn Đồng thời bác Hà ném vào đám vong hồn một lá bùa Ngay khi hai người vừa nhảy sang một bên Lá bùa cũng vừa bay đến chỗ đám vong hồn kia Thì ngay lập tức Một tràng những tiếng sấm nổ đi đùng ầm ầm vang lên Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện năm đảo sấm sét giáng xuống đám vong hồn những tiếng là hét kêu gào thảm thiết vang dội khắp cả bờ sông Vong quỷ cô lành đứng bên kia bỏ sông thấy âm binh dưới trướng của mình đang bị ngũ lồi đánh đến, tan hồn lạc phách, hồn siêu phách tán, thì liền thét liền giận dữ. Mau dừng tay lại! Ngay sau câu nói đó, thì vong quỷ liền vụt tới trước mặt hai người thầy hai và bác hà. Ngay khi vong quỷ vừa xuất hiện, thì lập tức thầy hai kẹp một lá bùa màu đỏ trong tay phóng tới, Lá bùa vượt chạm vào thân ảnh của vong quỷ thì liền phát ra những tiếng nổ lách tách ngay lập tức, vong quỷ la hét lên những tiếng đau đớn, sau đó thì liền biến mất, chỉ để lại một câu nói vang vọng. Hai người các ngươi, hãy đợi đấy, tổ này nhất định ta sẽ báo. Ngay khi vong quỷ cô lạnh vừa vụt biến mất thì bác Hà quay sang nhìn thấy hai nói. Hôm nay tạm thời đến đây thôi Có đuổi theo cũng không kịp đâu Trước mắt cứ về làng Đưa hồn phách của thằng Hoàng Nhập mộ trước rồi tính tiếp Nghe bác Hà nhắc đến Hồn phách của thằng Hoàng lái đò Thì thầy hai liền há mồm trọn mắt Sao Sao mãi lấy được hồn phách của nó Vừa rồi Nó vừa tới còn chưa kịp làm gì Đã bị em đánh lùi rồi Nghe thầy hai nói vậy, thì bác Hà rung rung quả bầu hộ lô pháp khí của mình trên tay, mà nhìn thầy hai cười hề hề nói. <laughs> thì đây, nhờ vào cái này này, lúc em đánh nó thì anh tranh thủ cơ hội mà thu hồn phách của thằng nhóc vào đây. Sở dĩ, anh định thu hồn luôn của con quỷ đó, nhưng mà tình huống nguy cấp, và lại hồn phách của thằng Hoàng cũng không đầy đủ và đang rất yếu nên bị thu vào trước. Còn chưa kịp bắt con quỷ kia, thì em đã đánh nó chạy mất rồi. Thôi, huynh đệ ta về. Trời cũng khuya rồi. Mày lo xong cho thằng nhỏ, rồi anh em sang bên kia sông tìm con quỷ đó. Nói rồi hai người đàn ông quay lưng đi vào làng, hai bóng lưng gầy gò vừa quay đi thì phía sau lưng hai người, ngoài bờ sông xuất hiện một bóng dáng hướng hai con mắt đỏ như máu nhìn theo đầy giận dữ cái bóng trắng kia cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông dần dần khuất bóng sau lũy tre đợi hai người đi khuất rồi nó mới từ từ tan biến chỉ để lại một chàng cười ma mị vang vọng trong hư không lúc này ở phía bên kia bờ sông tại ngôi miếu hoang xuất hiện một con quỷ nữ. Con quỷ này không ai khác chính là cô lành. Một cô gái đã chết cách đây hơn 20 năm vì oán hận mà cô đã hóa quỷ. Trong vòng 10 năm, cứ đúng vào ngày 18 tháng 10 âm lịch, thì cô sẽ hiện lên và bắt hồn bất kỳ người đàn ông nào đi ngang qua ngôi miếu hoang mà cô vẫn trú ngủ. Còn nếu như đến ngày hôm đó mà cô không bắt được ai trên bờ, thì cô sẽ huyến hóa thành người qua đò vào đêm khuya để bắt hồn người lái đò và đôi khi bất quá không bắt được ai thì cô sẽ đi dọc theo hai bên bờ sông để bắt những ai đi răng câu thả lưới đêm trên sông và cũng có lúc cô tìm vào đến tận trong làng để bắt cho bằng được hồn vách của một người đàn ông sở dĩ cô lành làm như vậy là vì cô oán hận cô nguyền rủa sẽ giết hết tất cả đàn ông trên thế gian này chính vì vậy nên ngay khi cô vừa thoát ra khỏi phong ấn năm xưa thì liền đi tìm người để bắt hồn phách bốn hôm trước vừa hay sông dâng cao làm sạt lở đi một góc phong ấn của ngôi miếu ngay lập tức cô liền đi tìm người thì vừa hay nghe thấy tiếng của thằng hoàng lái đỏ đang hò trên sông và thế là cô liền huyễn hóa thành hình dạng khi còn sống là một cô gái xinh đẹp, tuổi đời vừa mới đôi mươi. Cô đứng bên này sông cách bến đỏ một đoạn không xa, rồi cô gọi đỏ. Và kết quả là thằng thanh niên mồ côi lái đỏ xấu số đã trở thành nạn nhân đầu tiên của cô sau hơn 10 năm bị giam cầm. Quay trở lại thực tại, cô lành xinh đẹp năm nào bây giờ đang hiện hữu với một hình ảnh quỷ dị ma mị đến giận người. Đôi mắt của cô đỏ như máu, cả thân ảnh cô lúc này đích thực là thân ảnh của một con quỷ. Một thân thể ngưng tụ từ hồn phách và oán khí của cô mà thành. Cô cứ đứng đó bên cạnh ngôi miếu hoang bên sông vốn dĩ đã mục nát qua năm tháng. Cô hướng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn sang bên kia sông mà nở một nụ cười quỷ dị. Bất chợt cô đưa tay lên kết thành một quỷ ấn. Đoạn cô lầm rầm đọc một loạt những câu chú quỷ dị. Rồi bất ngờ, một cái bóng trắng mờ ảo giống hệt như từ bên kia sông lượn lở bay tới rồi từ từ hòa nhập vào thân thể ảo diệu của cô. Thật không thể ngờ hai tên xúc sinh này lại mạnh đến như vậy. Cũng mày là chỉ đánh một hồn của mình chứ không giờ này chắc có lẽ cô lành còn lẩm bẩm chưa hết câu thì chợt cô nghe có tiếng một người đàn ông đang ngân nga câu hò ở bên kia bờ sông hò trăng mười lăm vừa tròn vừa sáng em gái đưa đỏ mười tám chư xuân xanh chưa thường anh Em hứa đợi chờ, Giờ đây em đã hò Từ giờ đây em đã đổi mồ, cỏ Cò... xanh. Cô lành đứng bên kia sông, Nghe bên này, Cô tiếng hò quen thuộc, mà đã rất lâu rồi cô chưa nghe ngay lập tức chỉ trong nháy mắt cô đã xuất hiện bên bờ sông bên kia trong tiềm thức cô thầm nghĩ vừa mới bị hai người thầy hai và bác hà trưởng thôn đánh trò tiêu hao mất mấy phần quỷ khí trong lúc đang cần tìm người để hút hồn phách gia tăng thêm quỷ lực vừa hay lại có một tên tự dẫn xác đến định bụng cô sẽ sang để hút hồn phách của gã đàn ông xấu xố tự tìm đường chết này. Ê thế nhưng, ngay khi cô vừa xuất hiện thì nhìn thấy người kia liền khựng lại, nét mặt hung hăng, dữ tợn, bỗng dưng ngưng động, lộ rõ sự u buồn và xúc động, cô đỏng trên khuôn mặt tái xanh, nhợt nhạt, quỷ dị của cô. Người đàn ông trước mặt cô không ai khác chính là lão nam giả đánh cá trong lòng cô thầm nghĩ không biết vì sao mà lão nam lại ra bãi sông vào giờ này cô cứ đứng đó mà trầm mặc nhìn theo bóng lưng của lão nam đang từ từ chậm rãi tiến đến một góc khuất phía sau vườn chuối ở cuối làng cạnh mé sông bất chợt cô nhìn thấy lão lôi từ sau lớp vải áo bà ba nâu sòng đã phai màu ra một cái bọc nhỏ. Đoạn lão ngồi xuống bên cạnh một gốc bông gòn. Đoạn lão vừa khóc thút thít, vừa chậm rãi đốt những sấp giấy vàng mã. Vừa khóc, lão vừa nói trong những tiếng nức nghẹn ngào. Lạnh ơi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em nhiều lắm! Nếu như năm đó anh về sớm hơn, nếu như anh mang chậu cao sang, dám hỏi sớm hơn. Thì giờ, em đã không phải chết tức tuổi như vậy. Lạnh ơi, em sống khôn thác thiên. Nếu như em có đang ở đây, hoặc là ở một nơi xa nào đó, mà nghe được những lời anh nói lúc này, thì anh xin em. Ngàn vạn lần anh cầu xin em hãy buông bỏ tất cả những hận thù đi. Em đừng làm hại người vô tội nữa. Đã hơn 10 năm rồi, bà con đối xóm, ai ai cũng sợ, mỗi khi nghe nhắc đến tên em. Trong thời gian hơn 10 năm nay, mỗi năm họ đều tìm đến miếu để mà hương khói cho em. Ngày em mất, bà con ai cũng thương xót cho em ai nấy cũng đều tiếc thương cho em anh xin em anh biết là em đã thoát ra khỏi phong ấn năm xưa rồi thằng cô hoàng lái đỏ cũng là do em bắt nó chết anh biết anh biết hết nó lành ơi cô lành đứng sau lưng lão nam già nghe được những lời này của lão thì bỗng dưng ánh mắt của cô có chút gì đó ngấn lệ. Cô nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, không ngừng gọi tên mình và khóc dấm dứt mà không biết phải làm gì. Nhìn người đàn ông mà mình đã từng thương yêu, chờ đợi, vừa khóc vừa gọi tên mình như vậy, thì cho dù ngay cả một hồn ma hóa quỷ như cô cũng không thể nào mà không động lòng. Cô cũng muốn đến bên cạnh lão để được ngã đầu tựa lên vai lão như năm nào nhưng bất chợt bước chân cô dừng lại khi cô chỉ còn cách lão nam một bước chân nữa thôi thì nhìn thấy lão nam đang ngẩng mặt lên nhìn xung quanh đưa ánh mắt tìm kiếm mà gọi tên cô chợt cô nhận ra bản thân cô bây giờ đã là một hồn ma hóa quỷ đã là ma quỷ thì không thể nào cùng với người sống làm những chuyện hẹn hò được trong lúc cô định biến đi thì chợt cô lại nghe thấy lão nam cất lên câu hò hò hơ hơ hơ. sông cần thơ chảy ra sông trà quốc chứ em gái đưa đỏ mà thầy lái đồng đưa chứ đồng đưa thời kẻ đồng đưa chưa xưng em gọi chú à? Họ ơ ơ ơ xưng em gọi chú. Thời anh chưa chịu về. Nghe lão nam họ xong, cô lành liền hồi tưởng nhớ lại khoảng thời gian hơn 20 năm trước. Lúc ấy cô vẫn còn là một cô thôn nữ đoan trang, nét na thủy mị trong tà áo bà ba. Hơn 20 năm trước, cô lành là một cô gái xinh đẹp nét na thủy mị. Phải nói là trong làng cô nhận là mình đẹp thứ hai thì không có cô nào dám nhận là mình đẹp đứng thứ nhất. Cô đẹp đến nỗi, bọn trai làng phải chết mê chết mệt trước cái nhan sắc trời ban của cô mà ngày nào cũng kiếm cớ ra bến đỏ sang sông để được ngắm nhìn cô. Năm ấy, Lão Nam là một anh chàng bộ đội mới về làng. Vốn dĩ Lão là bộ đội về làng, thì từ người già tới trẻ nhỏ, ai ai cũng đều yêu thương quý mến. Nhất là mấy cô gái mới lớn tuổi 18 đôi mươi. Thấy anh bộ đội này vừa cao to lại đẹp trai, thì cô nào cũng mê mẩn luôn. Tìm đủ mọi cách để được lọt vào tầm mắt của Lão ấy thế nhưng lão không thèm ngó ngàng gì đến những cô gái ấy mà chỉ để ý đến cô gái bé nhỏ tên là lành treo đò bến sông. Trong một lần lão theo bọn trai làng ra bến sông trong một buổi trưa hè, bọn trai làng biết là lão để ý cô lành nên rủ lão đi theo và bảo lão thi thố để xem ai là người tán đổ được cô mà cưới về làm vợ. Thế là lão nghe theo lời của bọn trai làng mà trêu gạo cô bằng một câu hò. Hò hơ 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 hơ. Sông Cần Thơ chảy ra sông Trà Quốc Chứ em gái đưa đỏ mà hai tay lái đông đưa Chứ đông đưa thời kệ đông đưa Chứ xưng em gọi chú à Hò hơ Chứ xưng em gọi chú Thì thời anh chưa chịu về Tiếng của lão nam Đứng trên bờ Chõ móm xuống bên sông Vừa dứt tiếng ngay lập tức cô lành ngồi dưới xuồng Ngần mặt lên mà rằng Anh chứ Tiền sư bố thằng nào với mấy hò đấy À thì ra là chú Nam bộ đội đấy à? Chú đã có lòng hò như vậy rồi, thì vảnh tay lên mà nghe cho rõ em đây họ đáp lại nhá. Vảnh tay lên mà nghe cho rõ chú Nam nhá. Hò... Trước sông Sài Gòn, chảy ra sông Cát Lái, trên nam lé qua đỏ, mà hai con mắt lé nó đù đưa. Chứ đù đưa thì kệ đù đưa. chớ chưa cho em gọi chú hà hò chớ Chứ chưa cho em gọi chú thì em chưa có chịu chèo. Lão Nam nhìn thấy cô lành thường ngày nếp na thủy mị là vậy, thì cứ nghĩ là cô sẽ thuộc vào nhóm những cô gái quê e thẹn ngại ngùng ấy thấy ngay khi lão vừa dứt câu hò là cô mất giấc ngủ trưa thì liền bị cô đáp trả với cái cách nói chanh chua đanh đá sau khi nghe cô hò xong thì lão định quay sang hỏi đám trai làng sẽ làm gì tiếp theo ấy thế nhưng ngay khi lão vừa quay lưng lại thì đám trai làng đã bỏ chạy mất dép để lại một mình lão đứng tơ hơ ở trên bờ. Đang định nói thêm gì đó, thì bất ngờ một giọng nói khàn khàn từ trong căn tròi nhỏ phát ra, mà nói đúng hơn là đang chửi lão. Còn mẹ chúng mày, hò hò cái mả cha tôi mày à, chờ nắng không để cho bà con người ta còn nghỉ ngơi, ở đấy mà anh với em, chú với cháu đưa đỏ, đưa cái tiền sử bố cho chúng mày nhá, nam nhá, lành nhá. Muốn đưa thì ra bụi chuối sông làng mà đưa Tao mà còn nghe thấy hai đứa mày ho nữa Là tao ra tao hò cho hai đứa mày Lốt cổ xuống sâu luôn Con lành Đi vô nhà Còn thằng bố đội kia Cút nhanh Cho bố mày còn ngủ Bộ với trả đội Em với trả chú Tán gái kiểu này con ngày vế mồm đấy con ạ à. Lão Nam nghe chửi xong Thì mới nhận ra Người chửi lão vừa rồi không ai khác chính là ông tám bố cô lành ngay lập tức lão liền cúi đầu xin lỗi rối rít rồi toan quay đầu định đi về thì cô lành đứng dưới xuồng gọi với lên này phá giấc ngủ của người ta rồi bỏ đi như vậy mà xem được à ờ thì anh xin lỗi tại mấy thằng kia lôi kéo rủ dê anh ra đây để trêu em thôi lành cho anh xin lỗi nha Xin lỗi vậy là xong à? Chú phá giấc ngủ trưa của em rồi Thì phải làm cái gì đó để tỏ lòng xin lỗi chứ Không thể nói xin lỗi như vậy là xong được Nghe cô lành nói vậy Lão Nam như mở cò trong bụng liền giả vờ ngu ngơ nói Ờ à, Thế bây giờ Lành không cho anh xin lỗi thì Anh phải biết làm thế nào Lành mới tha lỗi cho anh đấy chứ Lão Nam vừa nói dứt câu Thì cô lành liền nói chưa nắng, chú ra đây hò không cho em ngủ. Thì bây giờ chú phải hò tới khi nào, em ngủ được tí mới thôi. Ờ, hò, hò Nhưng mà hò bây giờ, bố em đánh anh chết. Hay hay là bây ra bụi chuối ở cuối làng. Chỗ đó vừa mát lại có gió. Ra đó rồi, anh hò cho lành ngủ nhá. Nghe lão nam rủ mình ra vườn chuối cuối làng, thì cô lành liền chẳng mắt. Này này, Chú đừng có màn lửa em ra đó Rồi xàm bậy nhá ấy Lành hiểu lầm anh rồi Lành không cho phép thì anh nào dám làm gì lành đâu chứ Anh hứa Giờ đó anh sẽ ngồi cách xa lành Rồi ho Chú hứa rồi đó nha Nói là phải giữ lời đó Nói rồi hai người kẻ trước người sau Đi ra bụi chuối sau làng Rồi cũng từ sau hôm đó hai người nảy sinh tình cảm với nhau sau hơn 3 tháng yêu nhau, thì bất ngờ Lão Nam nhận được lệnh tập trung để vào trong Nam. Lão Nam trước tiên lên đường vào trong miền Nam, thì hai người gặp nhau lần cuối bịn diện chia tay. Trước khi đi, hai người còn hứa hẹn sẽ đợi chờ nhau. Thế nhưng Lão Nam đi được một năm, đến ngày trở về, thì hay tin hai cho con cô lành đã chết. Sở dĩ, sau khi Lão Nam đi được hơn 6 tháng, thì cô lành vô tình gặp phải một tên sỏ khanh tên này tên là linh con trai độc đinh của một lão địa chủ ác ôn trong làng một ngày nọ tên linh cùng với đám con nhà gia thế ra bến sông để sang đỏ qua bên kia sông tán gái lúc sang thì là ông tám đưa đi chẳng may sao đến khi chiều tối thì ông nghĩ là bọn thằng linh nó không về nên ông để cô lành đưa chuyến cuối sang bên kia sông rồi nghỉ ngơi ai ngờ đâu lúc cô định quay xuồng sang bên này thì cũng vừa đúng lúc bọn thằng linh đang chân sáo đã chân chiêu đi tới cả bọn bốn thằng vốn là con nhà giàu có quen thói ăn chơi hư đốn trên đi bắt nạt con gái nhà lành vừa hay đúng lúc đang trong cơn say muốn tìm vải cô em để mua thì lại gặp đúng ngay cô lái đỏ xanh nhất làng và thế là cả bọn bốn thằng liền dở trò đổi bại với cô ngay tại bến sông Ông Tám ở bên này sông, cứ đi ra đi vào trông ngóng con gái. Sở dĩ cô đưa khách sang sông lúc mặt trời vừa xuống núi. ấy vậy mà, bây giờ trời đã gần khuya, vẫn chưa thấy con về, thì trong lòng ông như lửa đốt. Đi đi lại lại một hồi, rồi cuối cùng ông quyết định bơi qua bên kia sông để tìm con gái. Ông lo sợ, ngộ nhỡ cô sang bên đó rồi bị trúng gió hay làm sao, thì ông không biết phải ăn nói làm sao, trước di ảnh của người vợ quá cố của mình và cũng là mẹ của cô lành thế là ông tám hì hục bơi sang bên kia sông ngay khi vừa đến bờ còn chưa kịp hít thở nghỉ mệt thì ông thấy thấp thoáng phía xa xa có một chiếc xuồng bên cạnh đó còn có một nhóm bốn năm người đang làm cái gì đó còn nghe có cả tiếng một cô gái đang kêu cứu trần trừ một hồi ông quyết định không lo chuyện bao đồng mà bỏ đi tìm con gái. Ông nghĩ với sức khỏe của ông hiện tại mà sang bên đó bao đồng có khi lại bị đánh cho liệt giường vì ông nghe có tiếng một cô gái kêu cứu và tiếng cười khả ố của một đám thanh niên thì cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đang định bước đi vào làng thì chợt ông nhớ ra là ở khúc sông này chỉ có mỗi mình hai cho con ông là đưa đỏ. Ngoài ra không có một ai khác hơn nữa ghe xuồng cũng không có ai để ngoài bãi sông vì nước sông lên xuống thất thường sẽ làm trôi đi và có khi là bị lấy cắp trong đầu liền dâng lên một dự cảm không lành về con gái ngay lập tức ông liền tức tốc chạy đến càng đến gần ông càng nghe rõ hơn những tiếng kêu la của cô gái kia bố ơi cứu con bố ơi cứu em anh nam ơi không không được thả tôi ra thả tôi ra không một tiếng hét đau đớn trong vô vọng rồi im bặt lúc này ông tám mới thật sự nhận ra đó là tiếng của lành con gái ông ngay khi ông vừa chạy vừa la hét lúc gần đến nơi thì cô lành vì cố gắng chống cự mà đã bị bốn tên chó má bọn thằng linh bẻ gãy cổ đầu ngoẻo sang một bên hai con mắt cô mở trừng trừng, miệng chảo máu tươi. Thằng Linh vẫn còn đang hồ hởi, hứng thú, vô dập thân dưới. Chợt nó nghe tiếng la hét của ông Tám đang dần dần chạy đến gần, thì liền bảo ba thằng còn lại vây đánh. Còn phần nó thì hả hê xong xuôi, cũng liền xông tới nhập bọn. Sau một hồi đánh đấm chán chê, thì bốn cái thằng cặn bã ấy mới nhận ra là cả ông Tám và cô lành đều đã chết. Ngay lập tức, Cả bốn con chó này liền vội vã leo lên xuồng mà trèo sang bên bờ bên kia về nhà. Sáng hôm sau, người làng bên này phát hiện hai cha con ông Tám đã chết cứng thì liền tung hô. Ông Tám chết với tư thế quỷ dạp úp mặt xuống bãi cát sát mé nước khắp cả người đầy dẫy những vết bầm tím. Đầu bị đánh đến vỡ cả hộp sỏ. Cổ thì bị đạp cho úp mặt xuống lại gãy ngược về sau đến cả hai cánh tay và xương sống, lưng cũng gãy làm đôi. Còn cô lành thì chết học mẫu miệng, hai mắt trợn trừng, cổ bị bẻ gãy ngoèo đầu sang một bên. Đáng thương hơn là cô chết trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Ngay lập tức họ liền thu xếp rồi đưa xác hai cho con ông Tám lại nằm cạnh nhau. Sau đó thì nhờ người bơi xuồng sang bên kia sông để mà báo cho dân làng bởi lẽ họ biết hai cha con ông sống ngoài bãi sông để đưa đỏ kiếm cơm qua ngày chứ chẳng có bà con họ hàng thân thích ngay khi được báo tin thì người làng bên kia sông liền vội vã đi cùng với bác trưởng thôn sang để nhận người làng mình và tiện lò hậu sự vì hai cha con cô lành chết ở đó nên hai làng liền bàn nhau chôn cất luôn tại đó sau bốn mươi chín ngày mất thì trong làng bắt đầu xảy ra những sự lạ hàng đêm tất cả những con chó ở cả hai làng đều thi nhau mà sủa cho đến sáng và đỉnh điểm là những người đi răng câu thả lưới đêm về ai nấy cũng đều thấy bóng ma của cô lành quanh quẩn ngoài bờ sông sợ quá nên hai làng lại bàn nhau xây cho cô một cái miếu nhỏ và người đứng ra để xây miếu không ai khác chính là lão nam sau khi xây miếu xong độ năm năm thì lão cũng bỏ đi biệt xứ đến ba năm sau mới quay về làng. Sở dĩ lão Nam đi đâu lâu như vậy là vì những cái chết kỳ lạ và mỗi năm đúng vào ngày 18 tháng 10 âm lịch. Kèm theo đó là những lần cô lành hiện về hù dọa bắt người mà tất cả những người cô bắt đều là đàn ông. Kẻ nào mà thiện tâm thì cô chỉ dọa cho sợ đến điên điên dại dại vài năm. Còn kẻ nào mà u mê sắc dục thì cô trò chết không toàn thây. Hồn phách thì cô nuốt để tu luyện rồi hóa quỷ, còn lại thì cô bắt về làm tay sai cho mình. Chỉ trong thời gian ngắn chưa tới 10 năm mà hồn ma cô lành đã hóa thành quỷ nữ, chuyên đi hút hồn phách của nam giới, bất kể cho dù là trẻ nhỏ, mười mấy tuổi, thanh niên trai tráng hay là ông già trống gậy, cô cũng đều bắt hết. Và đáng sợ nhất là cô giết hết cả nhà của bốn thằng cháu đẻ kia thê thảm nhất là thằng linh chết trong tư thế cúi gập người ngồi giữa nhà hai mắt bị móc ra ngoài hai tay bị bẻ ngược ra đằng sau hai chân từ đầu gối trở xuống thì bị vặn ngược ra sau làm đế cho nó đặt mông lên và cuối cùng là nó khom lưng mà cũng chẳng phải khom lưng vì xương sống của nó đã bị bẻ cho gãy làm đôi đầu bị đập đến lõm cả một lỗ to như quả đấm miệng thì ngậm cái chỗ khúc gỗ mất sảy của mình mà cắn đến đứt lìa ra với những sự việc như vậy lão nam liền tức tốc lên đường tìm vào trong miền nam lão đi khắp nơi để tìm thầy về giúp lão độ hóa cho vong hồn của cô lành đến cuối cùng thì lão cũng mời được thầy trò bác hà trưởng thôn về giúp sức sau khi nghe lão kể qua sự tình thì sư phụ của thầy hai liền tức tốc dẫn theo thầy hai và bác hà theo chân lão nam về làng. ấy thế nhưng vì cô lành đã hóa quỷ lại giết quá nhiều người, thầy hai và bác hà trưởng thôn lúc bấy giờ học đạo cũng chưa tới nơi, mà sư phụ của hai người thì khi ấy đã ở cái tuổi thập tử nhất sinh đến độ ông đi mà còn phải chống gậy. làm phép còn cần đến hai người đệ tử đứng bên cạnh vịt chồng đứng vững đến cuối cùng sau ba ngày ba đêm giao đấu thì ba sư đồ thầy hai tũn cũng đã chấn áp được hồn phách của cô lành tạm thời trong ngôi miếu mà chính tài lão nam đã xây mấy năm trước cái giá đổi lại là sự ra đi của sư phụ thầy hai vì tuổi đã già mà hai người đệ tử học thuật chưa tới nơi vong quỷ cô lành lại quá mạnh còn có thêm nhiều vong hồn tay sai đi theo nên vì sự an nguy của đồ đệ mà ông đã hy sinh cả tính mạng mình để phong ấn và thế là từ sau hôm đó bác hà ở lại làng để canh giữ ngôi miếu cũng như bảo vệ an nguy cho người trong làng và lập gia đình còn thầy hai thì về núi tiếp tục học thuật còn về phần lão nam thì lão cũng ở lại trong làng và sống cái cảnh đơn thân độc mã hàng ngày lão chọn cái nghề răng câu thả lưới trên sông làm kế sinh nhai. Cũng từ đó hồn ma cô lành bị phong ấn trong miếu đến hơn 10 năm. Sau hơn 10 năm, mực nước sông lên xuống thất thường, theo con nước nên vô tình mà làm mất đi một góc đất ở chỗ ngôi miếu. Và cũng vô tình lại đúng ngay một góc trong bốn góc của trận pháp phong ấn năm xưa. Chính vì vậy mà cô mới thoát ra được mà dụ dỗ, dỗ hồn phách của thằng Hoàng Lái Đỏ quay trở lại thực tại. Cô lành từ nãy đến giờ vẫn đứng sau lưng mà nhìn lão nam khóc lóc gọi tên cô. Trong lúc cô đang định hiện thân cho lão thấy, thì bất ngờ có tiếng của thầy hai vang lên phía sau. Dừng tay! Chớ có làm cản! Tiếng của thầy hai vừa dứt thì liền xuất hiện một đồng xu tử trong tay thầy bay thẳng về phía cánh tay của cô lành đang định đưa tới vuốt mặt lão nam một tiếng nổ lụp bụp vang lên và theo sau đó là tiếng hét đau đớn của cô lành khiến cho lão nam phải giật mình mà đưa hai tay lên bịt tai rồi đứng dậy ngay lập tức lão quay phắt người lại về phía sau thì thấy cô lành đang đứng trước mặt lão khuôn mặt cô lúc này đã chuyển sang hình dạng giận dữ hai mắt cô ánh lên những tia máu đỏ ngầu oán hận nhìn về phía thầy hai Đoạn cô phất tay hất lão nam ngã sóng xoài dưới đất nói Anh mau chạy đi Dứt lời cô liền lao nhanh về phía thầy hai Hai tay cô chấp lại vào nhau tạo thành một quỷ ấn Miệng cô lâm dâm đọc một loạt những câu chú ngữ quỷ dị Tiếng đọc chú của cô ma mỉ đến nỗi Lão nam còn chưa kịp đứng dậy Đã vội vàng đưa hai tay lên ôm đầu bịt tay lại Đoạn lão cảm nhận được có thứ nước gì đó nóng nóng, ươn ướt lại tanh tanh trên hai tay lão. Ngay lập tức lão hạ tay xuống nhìn thì liền kinh hãi. Còn chưa kịp hiểu vì sao hai tay lão lại chảy máu thì bất ngờ lại có cảm giác đau nhói ở sau gáy rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Trong lúc thầy hai giao đấu với cô lành thì bác Hà trưởng thôn đi vòng phía sau định đánh tới vô tình thấy lão nam vì không chịu được những tiếng niệm chú và tiếng hét đình tài nhức óc của cô lành đến nỗi chảy cả máu tai thì bác liền chạy nhanh tới vung tay đánh cho lão một cái để lão bất tỉnh sau đó thì dùng lá ngải để cầm máu cho lão rồi để lão nằm tạm ở đó sau đó thì bác hà liền xông tới cùng với thầy hai kẻ trước mặt người sau lưng mà cùng nhau hợp sức để đánh về phía cô lành lúc này cô lành đang bị vây hãm giữa hai người thầy hai và bác hà trưởng thôn trước lúc đó cô xuất một hồn của mình để đấu với thầy hai giành giật lại hồn phách của thằng hoàng lái đỏ và một hồn thì đánh với hà bá gia bị thương vẫn chưa kịp hồi phục vừa rồi còn bị thầy hai đánh bất ngờ vốn dĩ quỷ hồn của cô đã yếu thì bây giờ càng yếu hơn khi bị hai người vây hãm ngay lập tức cô gọi hết cả thảy tất cả những vong hồn tay sai còn lại của mình cùng với những vong hồn vất vưởng xung quanh đến trợ lực thế nhưng người ta nói ma cao một thước thì đạo cao một trưởng trước đó khi hai người thầy hai và bác hà trưởng thôn đánh đuổi một hồn cùng đám tay sai của cô thì hai người đã biết đó chỉ là một hồn của cô và chắc chắn là cô sẽ còn quay lại để trả thù chính vì vậy nên ngay khi hai người về đến nhà thì liền đi thẳng ra mộ Thằng Hoàng, làm phép để hồn phách của nó nhập mộ sớm hơn dự tính dự tính. Sau đó thì thỉnh âm sai của quỷ giới lên để đón nó về âm tào địa phủ. Xong hết tất cả thì hai người lập tức quay lại bến sông, bài trí một lớp kết giới. Ngay lúc này, khi mà cô Lành vừa gọi đám vong hồn kia đến thì thầy hai liền ném một lá bùa được viết bằng máu của thầy xuống đất. Ngay khi lá bùa vừa chạm đất, thì liền bốc cháy đồng thời kích hoạt lớp kết giới tạo thành một bức tường vô hình ngăn chặn đám vong hồn kia tiến vào nhận thấy lớp kết giới đã phát huy tác dụng ngay lập tức bác hà trưởng thôn liền theo kế hoạch đã định mà rời đi đến một đoạn kết giới có đám vong hồn đang cố gắng để xông vào tại đây bác hà thi triển hết những pháp thuật bắt vong của mình đã học được chẳng mấy chốc cái bình hồ lô màu đen xung quanh được chạm khắc những đường vân phủ chú trên tay bác đã hút hết đám vong kia vào trong về phần thầy hai ngay sau khi bác hà vừa rời đi thì liền cùng với cô lành quyết đấu tay đôi thấy bác hà đã rời đi thì cô lành liền thi triển hết những thần thông của mình với mục đích là muốn giết chết thầy hai ấy thế nhưng cho dù cô có làm gì như thế nào đi chăng nữa thì ma vẫn không thể nào thắng được đạo. Thầy hai nhận thấy con quỷ này rất cứng đầu và muốn liều chết để giết mình. Thì ngay lập tức thầy bắt một pháp quyết, miệng hô to niệm chú. Ngũ tình liệt chiếu, hoán mình ngũ phương, thủy tình khước tài, mộc đức trí, xuất nhập mình vô, du yến thập phương, ngũ vân phủ cái, chiêu thần nhiếp phòng, dịch sử vạn linh, thượng vệ tiên ông, cấp cấp như đột lệnh thần chú hộ thân vừa khởi lên thì cũng vừa lúc một quỷ chảo của cô lành ập tới đánh thẳng lên ngực thầy hai chúng một chảo tuy đã có thần chúa hộ thân ấy thế nhưng thầy hai vẫn bị áp lực đã kích từ quỷ chảo của cô lành đánh cho lùi lại mấy bước tiếp sau đó khi bước chân của thầy hai vừa trụ vững thì bất ngờ một quỷ chảo khác lại phóng tới Lúc này thầy hai đã về đề phòng Nên ngay khi quỷ trảo của cô lành vừa phóng tới Còn cách một đoạn trước mặt Thì thầy hai lại đổi một pháp ấn khác Ngay lập tức Hai chân thầy hai lướt nhanh sang một bên Né tránh quỷ trảo Sau đó liền lao tới đứng bên cạnh cô lành Tiếp đến thầy hai lại đổi một pháp ấn khác Miệng hô lớn Ta đi thao ôm, an lê, lê, lập tức hai tay thể vung ra đánh liên tục với nhiều pháp ấn khác nhau vào thân ảnh của cô lành khi nhìn thấy thân ảnh quỷ dị của cô lành đã không còn sức chống cự thì thầy hai liền lui ra xa sau đó lại đổi các pháp ấn khác nhau trên tay thầy cầm một cái chuông nhỏ được đúc từ đồng đen xung quanh cái chuông là những đường phù vân được chạm khắc rất tinh xảo một tay bắt ấn tay còn lại rung chuông miệng thầy hô lớn châu điều lăng quang thần uy nội trương lôi trừ điện khuyển xíp thiên lưu hoành kêu khải bác thước nghịch phong hoành hành thiên cầm lò trận dài tại ngã bảng thổ hỏa vạn trượng kiểm soát bất tường tả mà diệt kích quỷ yêu vi trần cấp cấp như luật lệnh thầy hai vừa dứt câu chú thì ngay lập tức trên trời mây đen vẩn vũ che kín cả một góc trời tiếp đến là một loạt những tia sét giáng xuống bao lít thân ảnh của cô lành tạo thành một vòng lôi hỏa ngay sau đó thầy hai nhìn thấy cô lành vẫn còn cố gắng ra sức chống cự với ý đồ muốn trốn thoát sở dĩ thầy hai không đánh tan hồn phách của cô là vì thầy còn muốn khuyên nhủ rồi hồi hướng siêu độ cho cô sớm siêu thoát mà đầu thai ấy thế nhưng suy đi nghĩ lại với tình huống lúc này nếu như để cho cô lành thoát ra thì khó mà biết được sẽ phiền phức đến mức nào chưa kể nếu như sơ xuất để cho cô trốn thoát thì hậu họa về sau sẽ khó lường chưa kể thầy và bác hà trưởng thôn lúc này cũng đã qua cái tuổi ngũ tuần chưa chắc gì hai người đã sống được lâu cho đến khi tìm được cô mà có khi đến lúc đó ông lại phải bỏ mạng để chấn giữ cô lành lần nữa giống như sư phụ ông năm xưa suy nghĩ một hồi vì sự an nguy của bà con nên ngay lập tức ông liền đưa ra một quyết định đó là bánh tan hồn phách của cô. Thế là ngay lập tức một ấn pháp được đưa ra: nhất sát thiên hồn, nhị sát địa ấm, tam sát ma quỷ yêu tinh, tứ sát tả nhân tả đạo tả pháp tả sư, ngũ sát binh tướng thần ngoại đạo, nam mô ngũ lồi sát thần lai trợ ngã như luật lệnh. Lần này thầy hai đọc thần chú rất to, đến nỗi bác hà trưởng thôn từ nãy đến giờ đứng khá xa, đang thu nốt những vong hồn cuối cùng vào trong hổ lô cũng phải giật mình mà lẩm bẩm. Ngũ lôi, không lẽ nào nó lại muốn đánh tan hồn phách? Ngay lập tức bác Hà liền xoay người lại, nhìn thì thấy trên trời có vô số những tia lôi hỏa đang không ngừng giáng xuống đầu cô lành chẳng mấy chốc tiếng la hét gào thét đau đớn của cô cũng chấm dứt đồng thời tam hồn cửu vách của cô cũng đã bị lôi hỏa đánh tan ngay khi lôi hỏa vừa dứt thì bất chợt ở phía bên kia cạnh gốc cây lão nam ngồi đó khóc nức nở lúc lão vừa tỉnh dậy thì vô tình nhìn thấy lôi hỏa đánh tan hồn vách của lành thì liền gào khóc đau đớn hai người thầy hai và bác hà trưởng thôn khuyên nhủ lão một lúc thì gà cũng bắt đầu gáy sáng hai người đưa lão về nhà rồi dắt theo vài thanh niên sang bên kia sông thu phục nốt những vong hồn đã bị cô lành bắt nhốt trong miếu suốt hơn hai mươi năm qua kể từ sau hôm đó bến đỏ lại có người lái đỏ mới thay cho thằng hoàng lái đỏ năm nào và người lái đò này không ai khác chính là thầy hai tũn và ông nam đen đánh cá quý vị khán thính giả bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đình tổng media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày và quý vị nào thích nghe chuyện audio chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ nghe audio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện từ truyện ma linh dị tới chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.